đang cùng mưa, chúng tôi cùng đơn vì thương mến nhau cùng một toàn. Ra từ Sài Gòn yêu, nửa đêm tâm sự hình mơ kiếm tha phương đồng hành. Vui chung cuộc hành trình, phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là lại không bàn tay xin níu lại, xin thời gian chưa quá mau. Ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấm ba lô nặng, tám thằng trong chúng tôi đều nghiêng vai ngồi tiếc nuối đứa khoanh. Rất là hay các bác nhé. Với dòng đẩy bãi của hãng DK kênh thì nói chung là không làm ta thất vọng. Với những chiếc cụ đẩy này thì gần như là chất âm nó đem lại rất là hiệu quả, đánh rất là lực và tiếng mềm, bass sâu và tiếng rất là mềm, lời rất là ngọt luôn. DK đã kinh luôn nhé. Con này là mã LA700. Cái đời này thì nó là đời cao, thì tất cả cái chiếc nắp này nó là chiếc nắp vuông hết rồi, cho nên là chiếc nắp 4 chân, cho nên là nó ít hạn chế cái sự sậm xẹt thôi nhé. Con này thì thực sự các bác là một trong những dòng đẩy mà được đánh giá là gọi là nồi đồng cối đá. DK nó rất là thương hiệu, chất âm hay, và hình thức những chiếc đẩy này thì tương đối là đẹp. Tất cả sơn của nó là sơn sần rồi nhá, sơn sần hết cực kỳ đẹp luôn. Hiện tại thì vừa rồi em test clip đây, đánh từ máy tính ra đánh thẳng đẩy ra loa luôn, chất âm nó rất là ngọt ngào luôn. Các bác đeo tai nghe chúng ta thẩm âm, và các bác cũng thông cảm bởi vì em quay là quay bằng điện thoại nên là nó lẫn rất là nhiều tạp âm bên ngoài, thì các bác đeo tai nghe chúng ta nghe nó sẽ chi tiết nhé. Nếu còn thu qua các sao cả của những dây live stream thì nó sẽ chi tiết, nhưng mà như thế thì các bác không biết được con nào hay con nào dở đấy. Chính vì vậy là em cứ làm sao mộc mạc các bác test, các bác nghe thì bác thấy hay, và con nào các ưng thì bác chốt thì bác gọi cho em. Đa số là em bán là gửi xa. Chiếc cụ đẩy này thì em cũng xin test cho một anh khách hàng ở trong ở Đồng Nai thôi nhá, Đồng Nai đấy. Với anh Nguyên Nguyễn này, có địa chỉ ở công viên 30 tháng 4, phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai ấy nhé. Với dòng này thì công suất của nó là 700W trên một kênh, đánh rất là lực luôn. Các bác đánh 2 cặp loa bass 40 thoải mái ấy nhé. Đánh 2 cặp loa 40 thoải mái, với dòng này nó là class H, bù áp, nên là lúc nào cái áp của giải áp nó rất là ổn định, giải cao lúc nào bù giải thấp nó ổn định, cho nên là đánh rất là hiệu quả luôn. Và con này thì quạt gió cũng rất là êm. Đấy các bác nghe rất là êm luôn. Con này sử dụng 4 quạt nhưng mà quạt cực kỳ là êm luôn. Em quay chi tiết bên trong để các bác nắm được. Đây, sử dụng một quạt thổi là cái này nó có một cái viền sắt này, rất là chắc chắn này. Và quạt này hút lại sau á nhá. Đấy. Linh kiện của nó thì cực kỳ chất, tất cả sơn là sơn sần hết các nhá. Sơn nó là sơn sần hết. Đấy. Sơn này thì nó lớp sơn rất là dày các nhá. Và dây rắc, các bác để ý từ cái dây rắc này, nó làm thiết kế tất cả ống gen hết, cực kỳ là chất luôn. Linh kiện này, máy móc xanh đét luôn đó nhá. Đấy. Khi ấy nó có rất là dày, cái main của nó rất là dày. Con này đã sử dụng sò xăng ken thôi nhá, máy cờ lắc H và bù áp bằng IRF này. Đấy. Cho nên là rất là hiệu quả, cực kỳ là khỏe đó nhá, cực kỳ là khỏe luôn. 700W công suất thực mà nó đánh rất là lực luôn, bù áp thì nó đánh rất là lực. Tụ thì nó con này nó sử dụng 2 4 6 8 tụ nhá, 8 tụ sò xăng ken. Quạt gió êm, chất âm hay. Này. Giá thành là 5.500.000 nhé. Đây em báo giá, giá là bao ship thôi nhé. DK Radar King, DK Radar King. Này. Mặt nó bằng kính, nhá. Đằng sau như cả bằng kính, nhá. Cực kỳ là bóng đẹp luôn. Đây chúng ta để ý nó đẹp từ những con ốc thôi nhé. Đây số xe gì của bác khách hàng đây. Này. Đây là mã vạch hàng chính hãng do DK sản xuất thôi nhé. Thì những cái đời sau này thì nó làm đẩy, nó làm cả loa thế, nó làm hình thức nó sẽ khác cái đời trước nhé. Chúng ta lưu ý những đời 23 hay 4 đời cao em hay bán ấy, thì nó làm bên vị khác, mà cái đời bắt đầu đời cao hơn một chút nữa thì nó làm thiết kế kiểu hình thức khác. Còn DK thì nó luôn luôn là làm chúng ta không bao giờ thất vọng. Đấy, qua đẩy từ những dây rắc này, tất cả ống gen hết, nguyên keo zin nguyên bản. Đấy. Quay rất sát thôi nhá. Tất cả chiến áp của nó, chiến áp bây giờ chuyển chiến áp 4 chân hết, chiến áp vuông. Và tất cả keo nó không sử dụng keo con chó nữa, mà nó sử dụng keo
sữa trắng này thôi nhá. Đấy. Thì clip em cũng test để các bác tham khảo với cái dòng cục đẩy bãi của cửa hàng nhé. Thì bác nào mà quan tâm thì gọi cho em theo số máy 0385 2228. Clip em xin tạm dừng tại đây. Xin chào bác nhé.